Cô Yến xin chào tất cả các bạn nhỏ của trường Mầm non Thực hành. Ngày hôm nay, cô và chúng mình cùng học bài thơ Ong và Bướm. Trước khi vào với bài học, cô mời chúng mình cùng lắng nghe bài hát Chị Ong Nâu và Em Bé. Nào, chúng mình cùng lắng nghe nhé! Vừa rồi chúng mình đã được nghe bài hát Chị Ong Nâu và Em Bé rất là hay phải không nào? Có một bài thơ nói về bạn ong rất chăm chỉ và vâng lời mẹ. Đó chính là bài thơ hôm nay cô muốn giới thiệu với lớp chúng mình đấy. Đó là bài thơ Ong và Bướm của tác giả Nhược Thủy. Bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe cô Yến đọc bài thơ này một lần nhé. Ong và Bướm. Con bướm trắng lượn vườn hồng, gặp con ong đang bay phội. Bướm liền gọi, rủ đi chơi. Đi chơi thôi ong ơi. Ong trả lời, tôi còn bận. Tôi còn bận mẹ lắm. Tôi dặn, việc chưa xong, đi chơi xong, mẹ không thích. Vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Bài thơ do ai sáng tác nhỉ? Đúng rồi, đó chính là bài thơ Ong và Bướm của tác giả Nhược Thủy. Bây giờ cô mời các con cùng lắng nghe cô đọc một lần nữa nhé. Ong và Bướm. Con bướm trắng lượn vườn hồng, gặp con ong đang bay phội. Bướm liền gọi, rủ đi chơi. Đi chơi thôi ong ơi. Ong trả lời, tôi còn bận. Tôi còn bận mẹ lắm. Mẹ tôi dặn, việc chưa xong, đi chơi xong, mẹ không thích. Bây giờ, cô sẽ thưởng cho chúng mình một trò chơi, đó chính là trò chơi thử tài của bé. Chúng mình hãy trả lời các câu hỏi sau trong vòng 5 giây, kể từ khi đồng hồ đếm ngược nhé. Nào, chúng mình cùng chơi nhé! Câu 1. Bài thơ có tên là gì? Chúng mình hãy cùng suy nghĩ nhé! 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ! Và câu trả lời là bài thơ Ong và Bướm. Câu hỏi thứ hai, tác giả của bài thơ tên là gì? Chúng mình hãy cùng suy nghĩ nào. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Chúng mình đã có câu trả lời chưa? Đó chính là tác giả Nhược Thủy. Câu hỏi số 3. Con bướm trắng đang làm gì?
5 giây suy nghĩ bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Con bướm trắng lượn vườn hồng. Câu hỏi số 4. Con bướm đã gặp ai nhỉ? Chúng mình cùng suy nghĩ nhé. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Câu trả lời là gặp con ong đang bay vội. Câu hỏi số 5. Con bướm đã nói gì với con ong? Chúng mình cùng suy nghĩ nào. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Bướm liền gọi rủ đi chơi. Câu số 6. Ong trả lời bướm như thế nào? Chúng mình cùng suy nghĩ nhé. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Ông trả lời, tôi còn bận, tôi dặn, việc chưa xong, đi chơi xong, mẹ không thích. Trong bài thơ Ong và Bướm, các con thích nhất nhân vật nào? Cô thì thích nhất là bạn ong đấy. Bạn ong rất là chăm chỉ và nghe lời mẹ dặn. Các con ạ, khi ở nhà, các con cũng phải chăm chỉ học bài, vâng lời ông bà bố mẹ và giúp bố mẹ những việc nhỏ nhặt nhé. Bài học của chúng mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chúc chúng mình có thật nhiều sức khỏe để chống lại dịch bệnh nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.